Tin giáo sứ Lộc Ninh, Tết Trung Thu tại giáo sứ Lộc Ninh Trong hai ngày, Chủ nhật ngày 23 tháng 9 và thứ hai 24 tháng 9 năm 2018, được sự cho phép của cha chánh sứ Phaero Phan Phan Toàn, thầy phó tế Francisco Xavier Trần Phương Quyền cùng ban giáo lý và các huynh trưởng giáo sứ Lộc Ninh đã tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi cả trong và ngoài giáo sứ. Sáng Chúa Nhật, sau thánh lễ, các em thiếu nhi cùng thi lồng đèn với những chiếc lồng đèn xinh xắn và sáng tạo do các lớp giáo lý cùng làm. Đã có ba giải nhất được trao cho các lớp khai tâm, lớp xưng tội 1A và xưng tội 1B, với những chiếc lồng đèn ngôi sao có biểu tượng của gia đình bên trong, chiếc lồng đèn hai tầng với sự tỉ mỉ và cầu kỳ trong những nét vẽ, cùng chiếc đèn lồng khổng lồ mô tả theo hình dáng của thánh đường giáo sứ Lộc Ninh. Chương trình ẩm thực và văn nghệ được tổ chức vào chiều Chúa Nhật với những món ăn hấp dẫn, thu hút đông đảo các em thiếu nhi cùng bà con giáo dân trong giáo xứ cũng như không cùng tôn giáo tham dự. Sau chương trình ẩm thực, đúng 19 giờ, cha chánh xứ phê khai mạc chương trình văn nghệ mừng Tết Trung Thu, mở đầu là màn múa lân đặc sắc từ đội lân của giáo xứ Chương trình văn nghệ có các tiết mục ca múa, nhạc kịch, cũng như biểu diễn thời trang. Các tiết mục được chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng. Cách đặc biệt, trong chương trình văn nghệ có sự tham dự của đại diện phía chính quyền thị trấn Lộc Ninh. Chương trình vui Tết Trung Thu được tiếp diễn vào buổi chiều ngày thứ hai với thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Trong thánh lễ, cha chánh xứ Phêrô đã đặt tay chúc lành cho tất cả các em thiếu nhi tham dự thánh lễ. Đặc biệt trong đó có một số em thiếu nhi ngoài công giáo cũng đã tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, các em thiếu nhi được cùng sinh hoạt nhảy múa cùng các huynh trưởng và đội trưởng của giáo sứ, rồi cũng được nhận quà trung thu. Sau cùng, các em được rước đèn vòng quanh khuôn viên giáo sứ theo những chú lân, cùng chú chó lồng đèn khổng lồ với tiếng trống lân thùng thình. Các em thiếu nhi rước đèn với những chiếc đèn lồng sáng rực trên tay, cùng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Qua hai ngày tổ chức chương trình, cùng quãng thời gian dài trước đó để chuẩn bị, tập hợp các tiết mục văn nghệ cũng như làm lồng đèn, các em thiếu nhi và ban giáo lý, các huynh đội trưởng của giáo sứ ngày một gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau, để những nụ cười đã nở trên môi các em thiếu nhi và cả những phụ huynh ngày càng tươi thắm hơn.